xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đây là Noob xin chào. Xin chào. Ok thì ngày mai đồng hành cùng với mình đó là... Ủa? Ba thanh niên. Hello, chào mọi người. Ba thanh niên, chào mọi người đây, ba thanh niên này. Đấy thì ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với những hòn đảo quen thuộc. Thế nên là thôi chọn đi, thôi nó chọn Emerald đây. Cho mỗi thanh niên đứng ở một cửa rồi, thế là đâm ra là thôi chọn. Đây, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bảo vệ giường bằng cái Lucky Lock Pet các bạn ơi. Đấy. Bác ơi cho cháu ra đi, bác cứ nhốt cháu ở đây là sao. Đây, thì ở đây là, ui, núp thấy là có cả Creeper luôn các bạn ơi. Ui, cái này chắc là có quái vật quá. Đây, ở đây có pet gì, pet bò, gà, lợn và Creeper. Ui, lắm pet lại. Ui, cái gì đây, được con pet gì đây. Ui, pet bò này. Ui, cho mình khả năng đó là hồi máu. Ui, được à. Pet xịn các bạn ơi. Nói chung là ngày hôm nay là chúng ta... Thế đập được pet xịn quá, thung thướng à? Không, hai cái pet crab luôn. Thế thì, ui, pet crab là có thể hình như là dùng, ui, hai pet bò luôn. Bản chế tạo. Vì sao đập ra con tần lọc luôn. Ui, tôi nhận được một cái là Iron Golem mà. Wow, dùng một cái tăng 20 máu. Biết rồi nha, vì sao biết con bay được rồi nha. Ui, có cả pet bay luôn à? Ừ, xịn lắm. Ui, chúng ta rồi. Có cái gì đây, Wither Pet. Con pet này có thể là cho mình life steal 25% này. Ui. Rồi ok, nói chung là chắc chắn là nó sẽ có ích. Đại khái là ui, hai con pet Wither. Đại khái nó sẽ có ích các bạn. Ui, sao con người xương này. Tha cho em anh ơi. Rồi ok, thêm gỗ này. Ai, thôi đừng bắn nữa. Ui, đừng bắn nữa, đừng bắn. Ui. Rồi một con spider pet. Con này sẽ cho mình như là cho mình nhảy cao phải không? Ừ, nhảy cao leo tường các bạn. Ui, được bám tường. Ngon, uy tín các bạn. Ui, được một cái gì đây? Con mèo các bạn ơi. Ui, được nhìn trong bóng tối này, hình như là có cả cái khả năng đó là khiến con Creeper nó sợ. Ui, được phết nhờ. Ui, bên có con Bat Wither này, không biết có bắn được. Ui, rồi ok, nó có một con pet thú cưỡi đấy. Ui, tần lộc. Rồi luôn, con tuần lồng này cũng bay được các bạn. Ngon. Ui, tưởng mỗi pixel bay được rồi á. Nhầm. Rồi, núp đây cũng bay được nha. Ui, mình nhảy một cái mình leo tường luôn. Sao con tuần lồng nó tự dây vừa coi. Rồi, sao không tự nhiên. Rồi, nó mới mất luôn bạn. Hay quá. Mất phần like là vui bạn. Không, có mũi đi nào. À, thì chúng ta có áo giáp sắt này. Ồ, được cái gì đây? Con Darling Bee trong chết rồi. Crystal Monster là con gì? Được thêm con gì đấy. Ui, được thêm con rơi các bạn ơi. Rồi, một con thú cưỡi hình như là cũng là rơi. Con pet thú cưỡi. Ui. Rồi, rơi cũng có thể fly được nha. Ui, mình có hai con pet có thể fly coi. Đấy. Chúng ta có thể cất nó vào kho đồ được, nên đâm ra là thả ra thoải mái. Ồ, được cái gì đây? Được một con pet gì đây? Pet. Illuminati pet. Được con pet này. Con pet nó có khả năng đó là cho mình random item à. Ui, thuốc nhựa màu xanh. Cooldown. À, ui dồi ôi, nó còn thời gian cooldown là 2 phút cơ bạn. Ui, trời, bỏ đi bạn đây. Đấy bạn thấy không, vừa lấy mình nhảy, mình gãy giò một cái là mất máu, là cái con bò này đã hồi máu cho mình luôn. Các bạn thấy không. Thế nên là chắc là tí nữa mình sẽ phải hạn chế thôi. Trời ơi, con này nó cũng cho mình life steal luôn ạ. Ui, golem. Golem. Như nào cũng có golem thế nào ta? Mình cũng có golem mà. Ui. Tôi cần vũ khí các bạn. Ui, được cái gì đây? Rồi, được snow golem pet này. Ui, cái này cho mình khờ knockback. À, rồi. Give you. Ui, cái này là cho mình thêm cả cái snowball để có thể là đẩy lùi à. Rồi, ok. Ui, pet rồng luôn bạn ơi. Dragon luôn. Dragon. Ui. Rồi, xong, đi bụi hết luôn rồi. Thiên nhiên sao? Chúc mừng, quay về ôm mất lượt. Uầy, được pet cái gì rồng mà. Pet rồng đấm rồi. Quantum Crystal Monster. Ủa, cái này là sao? Uầy, nó triệu hồi ra mấy con gì giống như kiểu người Ender với cả Blazer các bạn. Uầy, đệ tử mình à? Thử đánh con lợn nào. Wow, mấy này nó hộ mình đánh luôn. Uầy, mạnh lắm. Được các bạn ơi. Nói chung là xịn xỏ đấy. Con này nó giúp mình tấn công là hợp lý. Nó lại là hợp lý. Rồi. Ấy, nhầm đánh nhầm. Rồi xong mấy con tự đánh nhau luôn. Rồi. Có con gì đây? Ui, Wither này. Ồ. Oh. À, nó cũng biết cái gì đây?
Ui con này như fly được các bạn ơi. Nếu cũng biết con pet có thể cho fly nha. Con đắm pet đắm mây à? Ai à? Ui được phết các bạn ơi. Rồi pet đám mây có thể do mình cho mình fly. Có con này là con gì đây? Moon pet à? Cái này là con này là gì đấy? Tưởng nhá, mình thử xem nào. Tác dụng của con này là gì? Ui ui khiến tất cả mọi thứ bay lên trời các bạn. Và chuẩn bị này, 3, 2, 1. Trời ơi, tưởng thế nào? Tưởng thế nào cơ? Ui, thật sự các bạn à, mình đi đánh nhau rồi. Zero này. Ây, dạ. Được con gì đây? Moon pet tiếp này, hay quá nhỉ. Nghe không Zeno? Nghe bình thường. Nên là có pet xịn các bạn. Rồi, tới để đánh nhau này. Gửi đâu, nó cũng đi đánh nhau. Ui, bay nhanh ra ma luôn. Ui, thế nhiên nào. Thế nhiên thả cả pet rồng để đánh nhau này. Nhà ai đây? À, thành niên kia đứng lại. Đấy. À, Zeno với chúng tôi này. Zeno với chúng tôi. Con gì đây? Tấn công đi. Các anh em của chúng ta. Tên đeo đuổi em gì? Lên. Ơ sao sao tên Ninja Zeno không bị bay? Lên. Ơ ui Ninja. À, yes. không. Okay. Cái bay này nó khi khiến nó mất trọng lực. Bắn đi. Ui rồi nhìn mũi tên kìa. Ui. Nên bị sao đâu rồi? Rồi nhưng mà nó sẽ bị mắc đều rồi. Mất trọng lực kìa. Mất trọng lực. Hừ, ta cho người biết thế là sự lợi hại của ta. Ê, chơi toàn chơi phá rừng trước thôi. Phải phá rừng trước chứ, đứng lại. Ây ạ. Trời ơi, sao thanh niên kia đặt block ý. Tôi phải từ xa được cây. Yeah. Mình vừa mới ném một cái xong thanh niên đặt block luôn ạ. Bực thật sự. Rồi, xong thanh niên banh nhá. Okay. Banh nhắn đổ tung luôn rồi. Thanh niên có pet đi. Ờ, ok, không sao. Không sao bạn đây. À mấy con pet này nó hết rồi bạn. Bởi vì nó đói là một cái là nó hết cái khả năng ra. Ui thiên nhiên nào đây. Ui thiên nhiên có quả rồng. Rồng chiến với chúng tôi à. Ai à. À. Ui tới nhà. À ok mình sẽ phải dùng bò bạn. Ui bò hết luôn đấy rồi. Ê quả chuối sẽ bay đi không về. Quả chuối. Ê quả chuối đã không. Con bà laser không làm được gì. Ồ. Ô, sao bay hết lên trời rồi. Ghê à. Có vũ khí đâu mà đánh. À đây núp có gì. Cái này là cuộc chiến của những con pet. Nhờ cho chúng tôi à. Phi chuối, đáp chuối. Phi chuối, phi chuối. Ui, thế nên này có vũ khí pet chuối à. Ai à, ghê bay. Ai à, ui. À, ok. Ui. Ui, hết chuối mất rồi. Ui, thế nên có pet ghê lắm. Hình như có con pet mạnh ra man luôn kìa. Hình như con cờ pet là creeper thì phải các bạn. Ấy, mình vào nhầm nhà của ai đấy? Nhà của thanh niên Zeno phải không? Đúng rồi, nhà Kim Cương, nhà luôn đấy. À, giỏi lên con này. Tở nha, mình hết hết pet mây ở bạn là pet mây không thể bay được nữa. Ở bên mình sẽ phải đổi quên mất mình chưa dùng cái con pet này. Đây chúng ta sẽ đổi. Đây để mình sẽ cưỡi con rơi bạn. Đi thôi. Nào, ra giữa triển đó bạn đây. Quên mất vừa nãy mình cũng. Thế nhà vứt boy gì đây? Ai vứt boy gì đâu? Chắc chắn là Pixel rồi. Không, Pixel ở nhà mà. Ui, không ai khác ngoài Pixel. Kháng cự. Thành niên Zeno ấy. Mấy thiên niên lắm bét xịn quá các bạn. Nhận. Ui. À, thành niên núp đánh kìa. Thành niên khỏe ra các bạn ơi. Đâu, pet creeper lâu ngon lôi ra đây. Hết rồi. Ui, thành niên có pet creeper kìa. Ui, chạy được bạn. Pixel đấy. Thành niên Pixel vẫn còn pet creeper bạn. Rồi, làm gì làm đây. Làm gì làm. Uầy, đảo vàng đảo ai, mình phá giường nha. Ơ, à, đảo của Pixel. Ừ, đảo Pixel thì Pixel tự đấy mà đảo Pixel. Chạy đâu bạn đây. Uầy, rồi, pet này cũng hết khả năng sử dụng rồi. Ui. Rồi, ok, Lapis cũng phá nốt đi các bạn đây. Hình như của thanh niên vanh phải không. Thanh niên vừa chết xong á. Thanh niên vừa chết. Ấy à, thanh niên bảo vệ trí này. Nhưng mà xin lỗi là chỉ có bằng đấy block thì phá được hết. Có mỗi 5 block thì mình có mỗi 5 block, mình cũng có mỗi 5 block qua đây. Thế là mình biết là thanh niên này. Thế lại đi đập lucky block sao? Đâu rồi? Thế đâu ta? Chúng ta biết lâu rồi. Thanh niên Zeno đi chưa? Zeno đi rồi, banh chết rồi. À, thanh niên banh. Ui, tính ra có con pet ghê thật. Sao mình không đập được con pet creeper ra? Nổ cái chết luôn ạ. Ghê thật đấy. Lại đây.
Ê, ôi chết rồi, mất bét rồi. Hai người đánh nhau rồi, thôi đi xa đây. Nào. Ua. Nào ra đây, Creeper thần trưởng. Đấy, qua đây, qua đây. Qua đây, bây giờ tính ra là... Ơi. Ua, ơi. Ai, xuống đây. Creeper thần trưởng. À, thanh niên này ghê vậy. Rồi, hết luôn. Thôi, nhà mình ai phá giường rồi. Đủ phá rồi, đủ phá rồi, thế thanh niên bây giờ đi rồi. Ui giời ơi, tưởng cái gì. Rồi, còn mỗi quả chuối. Đâu, ném chuối đây, ném chuối đây. Chuối. Chuối đấy không phải chuối đấy đâu, đấy là... Bị phun đồ, nó không hồi lại. Còn cái gì nữa không ta? Ném đi. Phanh có cái gì để ném, ném nốt đi. Thế rồi. Cái này hay lắm bạn, đúng không bạn ơi? Nhờn. À, mình không có mấy con pet đấy, thì đâm ra không thể nào là lấy làm vũ khí được bạn. Ui. Đâu rồi. Thì đang sắp xếp pet. Ây, cái gì đây, pet gì đây? Ui chó à, sao chó của ai đây? Chó bị sao à? Ấy con rồng, ta ta bay ta. Nhàn ai, chúng tôi. Ui, nhàn ui, kẹp chúng tôi. Luôn rồi. Ai, ui, bây giờ đây này trâu ra mà luôn mà đây không chết được. Bị hỏng biết rồi. Vừa nãy có cái con gì ấy. Rồi, tôi phải lấy nhiều ạ. Thôi không ổn đâu các bạn ơi. À, mình ở đây, mình cứ đứng đấy đi. Thôi mình tự sát vào, mình tự sát mình về hòn đảo của mình để mình video này, video bốc cho mấy con bét đây. Để mình phải đập thêm lúc kiểu lắc vào đây hết rồi. Đây. Là mình đảo emerald mà nhỉ. Trời đất ơi. Đây. À, tính ra là mấy thanh niên này toàn pet xịn thôi. Có pet creeper ghê lắm mà luôn. Mình không đập được ta. Đào, cố lên. Chúng ta sẽ phải tiêu diệt mấy thanh niên này. Ui, lại là mấy con rồng ạ. Ui, lại được thêm con pet khác này. Cái ra cũng hay phết nhở. Ờ, đây chúng ta có pet hồi máu nữa này. Phải nhanh lên các bạn ơi. Ừ, trời ơi. Rồi, nên banh rồi. Qua đây mà chiến đấu. Ui, chết qua trời. Đây có pet đâu mà qua. Ở đây nó cứ lơ lửng ở trên trời này. Lơ lửng đâu. Hình như nào có cái gì trọng lực hay cái gì đấy. À, có hình như là cái. Ui, tôi còn tần lọc quá đấy. Nhờ với chúng tôi. Ui, thanh niên có ấy rồi. À, có Creeper rồi. Lúc vừa đập con pet Creeper đứng lại. Rồi, thanh niên. Nhờn với chúng tôi. Rồi luôn. Thanh niên đi. À, luôn tính hai con pet Creeper nó. Ờ, con pet Creeper là con pet VIP nhất mà. Ui, đâu mấy thanh niên thử TP hết vào đây, lúc thử dùng ra nào. Ui, chết luôn. Tí nữa nổ một cái là chết luôn đấy bạn ơi. Tôi quanh dùng cái nhá, cái khiên nhá. Này. Dùng khiên để ăn công gì nữa? À, không kép thì nó không kép. Sao vừa lấy mấy thanh niên nổ cũng đều kiểu ăn hit nhỉ? Hay là nó tùy trường hợp ta? À đây có kháng cự này. Không có kháng cự này, dùng kháng cự là không đi. Sao lại có kháng cự nhỉ? Thanh niên banh dùng. Banh vừa dùng thế là đâm ra. Tất cả đều có kháng cự luôn ạ. Cả đám đứng gần là được. Rồi, phái rồi. Trời, bây giờ là chúng ta sẽ đến game đấu thứ hai các bạn ơi. Đây, game đấu thứ hai thì chắc là mình sẽ cố gắng là kiếm cái con pet VIP nhất là tấn công chắc là con Creeper rồi. Đấy, còn con phòng thủ là con kháng cự bạn ơi. Cố gắng là kiếm hai con đó để chúng ta đi chiến luôn nhá. Ok, game okay, đấu thứ hai. Chúng ta sẽ đến nào? Game đấu cuối cùng mọi người ơi. Đấy thì bây giờ núp đây núp chọn đảo vàng đi. Trời ơi. Kiếm đảo gì rồi? Thì mình là pit sao ấy. Đây, núp sẽ kiếm Creeper. Muôn đời Labit nhá, nhớ thế nhá. Cái này hầu như toàn dùng pet để tấn công các bạn ạ. Rồi, có nhìn trong bóng tối rồi. Tí nữa, ui, có pet bò này. Uầy, con bò này khác nha. Con bò này có thể là xóa hiệu ứng gọi là bất lợi dành cho mình nha. Rồi, có một con. Ô, con này vừa vào tôi. Ô, đây đỡ. Sao con này đã bị đói nhỉ, nhưng mà mình vẫn có thể bay được này. Được. À, tôi đã có pet mây rồi. Hợp lý luôn. Nó lại là hợp lý luôn. Pet mây. Ui, giúp cho mình có thể là fly được là đẹp luôn các bạn. Rồi một cái cung. Ui, cung được các bạn. Nó lại là xịn sò con bò. Rồi. Giờ mình cần tên. Ui dồi ôi, sao lại The Ring Me là không có được rồi. Ok, mắc may mắn không ta? Ây không. Để đi, bởi vì áo giáp đây ít lắm. Đến nữa mình có thể là mình chế áo giáp kim cương cũng được. Giỏi luôn. Gì đây, con gì lại là con mèo à? Thôi bỏ các bạn ơi. Ô, con heo này. Đây, hình như là bonus hăng. Trời. Hình như là mình can you eat it? Ui, cái này hình như là nó ảnh hưởng đến độ đói của mình đấy con. Rồi lại là pet mây. Đó. Ô, con gà này. Rồi gà tăng chạy nhanh à. Ui, cho mình trứng.
kim cương tiếp. Ngon ngay các bạn. Lại bòi độc. Đây các bạn thấy không? Hai con bò này khác nhau nha, con bò tím với cả con bò này nha, nó xóa hiệu ứng. Con bò này nó tăng cho mình gọi là khả năng hồi máu. Ui, lại cúp xịn à, lại cung xịn các bạn. Bật lùi vô hạn lửa vô hạn. Ok. Ui, lại cung xịn tiếp này. Rồi. Thêm một để ơi, tên nữa. Ok. Ui. Pet mới này, con gì đấy? Con này cho mình con gì đấy? Con gì hình tam giác này? Random boy. À con hình tam giác nó sẽ cho ngẫu nhiên đấy. Random boy. Boy gì đấy? Ui giời ơi, cho thúc độc ạ. Trời ơi, con này sẽ cho mình ngẫu nhiên cái boy các bạn. Nhưng mà từ boy gì xịn xò bò quá là boy độc. Rồi, chúng ta có Pet Wither. Wow. Lại thêm con bò này có thể xóa hiệu ứng bất lợi này. Ngon, xóa hiệu ứng bất lợi xịn rồi bạn. Con mèo này nó hết ấy rồi. Nó bị đói, nó hết đồ ăn rồi. Thì ra chúng ta muốn có thể là nuôi nó mãi mãi, chúng ta phải nhìn thức ăn nó này. Con bò cần lúa mì này, con này cần ui, cái này diamond ạ. À. Ui, ngon. Thế thì mình có thể là dùng đây, chúng ta có thể cho nó ăn bằng cái hạt kim cương nhỏ nhỏ này cũng được này. Hay được. Ui. Này tôi sẽ cho nó ăn gọi là thoải gà mãi luôn. Con bò ấy cho mình hiệu ứng hồi máu mãi mãi mà. Rồi, à đây rồi. Cái này sẽ giúp ích cho mình đây. Thì đấy, ui giời, bò lông thủy tinh ạ. À. Thôi bò. Quá nhờ. Tìm con creeper đúng kiểu khó rồi bạn ạ. Bò đưa thức ăn. Lại là con pet mây. Tính ra là mình có mấy con pet có thể fly được đấy. Uầy, khả nóc bách này. Pet rồng này. Rồi, chắc là đi đánh nhau các bạn. Không cần nữa đâu. Thế là quá đủ rồi. Chiến rồi các bạn. Wow. Đâu, mấy như đâu, thế như nào đang cũng bay lơ lửng ở đây này. Ây à, thế đi nhanh đây. À, ghê. Ây à, nhìn tầng bạn này mình có hồi. Con pet hồi máu ghê lắm, không lo. Nhờn. Ui, nhờn với chúng tôi. Ui ôi. Nhờn với chúng tôi. Rồi, bắn dụng pet rồi, đâu anh vanh rồi. Nào, giỏi, xuống dưới rồi, đánh nhau. Đây. Ây à, xuống đây. Xin thấy rồi, xuống dưới này. Rồi, xuống ơi. Ây à, cứu. Ây à, ui dồi ôi. Nhật. Ê, thanh niên cưỡi rồng kìa. Cưỡi rồng. Mãi không trúng kìa. Cưỡi rồng. Ui. Ây ôi, hết bên mây rồi bạn. Ây ôi. Ui. Mấy thanh niên này, thanh niên nào cũng có con pet creeper vậy. Rồi, ok, mình không sao, mình có bay nhiều lắm. Hey. Ơ, sao con rơi này không cưỡi được cả này rồi. Hey. Hello. Nhờn với chúng tôi à. Rồi, ra phá rừng thanh niên nào đây. À. Nhà này. Rồi. Ê à. Ôi. Bắn được hai bom luôn bạn. Ui. Là tôi không có cúp là sao đấy. Ờ, nhà mình à. Đúng rồi. À. Đi chỗ khác. Ây à. Có chịu rồi các bạn ơi, tôi không có cúp. Hay lắm. Và. Gì? Dễ như vậy á. Nhà kim cương này. Sao bây giờ cứ bay chứ bị gì không? Nhà kim cương này. Bay chết rồi. Mãi không chú. Hết rồi. Đây. Tính ra con pet mây này nó bay nhanh thật các bạn. Bởi vì bay nhanh như mây mà. Rồi ok. Ui dồi. Lại. Đã phá. Bây sao quay lại đây. Tuần lộc. Tuần lộc. Ok, con này đều thế. Con sao bắn mãi không trúng nhở? Ủa, con pet này đều thế. Con pet này đều thế này, Zeno đi rồi. Không, chưa mất giường. Chưa, thanh niên Zeno chưa mất giường. Thanh niên là có cúp thì sao mà vã. Ui ạ. Con này đẹp, pizza về nhà trên cúp này. Ui, mình mất giường rồi. Ừ, dí thanh niên mày ạ. Ui, pet mày. Con tuần lộc của tôi đâu rồi? Đã mê lắm. Đâu rồi ạ? Ơ, ừ, không. Ê chết à. Kìa. Ai, tôi chết trả lỗi tôi. À. Sấm xét. Ui, hết bây rồi. Bắn.
Gần. Ấy à. Còn pet gì nữa không? À con bò của mình. Ủa con bò đâu? Hiện tại bò mình hồi máu ghê lắm các bạn ơi. Không lo. Con này gì đây? Con này con gì đây? Ô. Con này đẻ gì đây? Bắt con này đều quá. Con đấy để triệu hồi ra ra đệ tử đánh nhau kìa thanh niên. À. Mình nhà chỉ dễ, cần trúng một nhà dễ nô là MRO à mọi người. Ờ không, nhà dễ nô là nhà kim cương. Nhận đến chúng tôi này. Nhận đến chúng tôi. Gì rồi rồi. Thằng kia mất, thằng kia nó mất giường rồi nhá. Nhà kim cương mà. Ừ đúng rồi. Lấy như giờ lấy giường nhà kim cương rồi. Có chuyện nhà bé mây chết nhà rồi. Nhà kim cương là nhà Pixel nè, nhà Zeno là nhà MR. Đừng có sảng quần. Cái Pixel đều ấy. Nhận với chúng tôi này, ngồi đấy một nấp. Ngồi đấy một nấp. Uầy, tính ra cái con bò ấy nó hồi máu với mình liên tục luôn. Thanh niên kia thì Zeno ơi, còn thanh niên Pixel đấy. Ờ để Zeno về đập bét đã. À, à Pixel ở nhà Zeno bị cái con kia đấm rồi. Bị con quái đấm rồi. Được rồi nha, mình cũng có ấy mà mình cũng có tuần lọc các bạn. Đi, đi thôi. Ấy ạ. Sao cái con quái vật này nó vẫn đuổi mình đây rồi. Con quy giờ đây rồi. Rồi mấy thanh niên đâu đây? Uầy, tuần lọc tới đây. Tuần lọc nhiều sừng tới đây. Tính ra là hay thật các bạn ơi, chỉ cần mình có đồ ăn cho cái con này thôi là nó hồi phục cho mình liên tục luôn á. Đâu rồi, thanh niên Vi Sao trốn đâu ta? Thanh niên Vi Sao ở nhà Zeno ấy, nhà Zeno ấy. Đang ở mít nè. Sao? Xuống đánh nhau đi, giời ơi. Mít đánh nhau, đây, xuống đánh nhau lên. Xuống đánh nhau, ấy ạ. Giỏi đi xuống. Thanh niên này ghê quá, thanh niên này nổ. Giỏi đi xuống. Nên lừa đấy, cẩn thận. Con này không dùng được. Đấy. Tôi vẫn còn bét dòng các bạn. Tôi sợ quá cơ. Tới đây. Ê ạ. Pixel à. Cất con này đi ạ. Pixel làm gì? Lại đi đi. Ôi, à, gì đây? Sao lại không biết đâu rồi. Lắm con này vậy. À, rớt luôn rồi. Từ bay lên đã. Trời ơi, tôi ném poi rõ ràng lên. Ui. Đấy, mình đứng lên đây đã bạn. À, tự nhiên ném poi và chạy vào một xíu thôi cũng dính poi bạn. Hay thật sự. Ờ, mấy thanh niên đâu hết rồi. Ờ, thanh niên vào phá rừng nhà mình rồi. Hê hê hê. Mất lâu rồi mà. Mất rừng. Chắc chúng ta sẽ chờ đợt đó mấy phút nữa đi bạn. Tôi bị mù quáng. Úi dồi. Đâu ai? Tự sát rồi. Đâu, không tự sát rồi. Đâu, thanh niên kia đâu? Nào làm sao? Thanh niên đến đây, đến đây, Creeper đến đây. Creeper đến đây này. Uầy. Chưa kịp cả dùng nữa. Ờ, núp đứng ở trên này thấy đâu mà dùng. Wow, tính ra là mình từ nãy giờ nếu mà có đề kháng là ngon các bạn. Đây các bạn thấy không? Từ nãy đến giờ là cái con bò này đã giúp ích cho mình rất là nhiều, nó hồi máu liên tục luôn ấy. Nó chỉ cần ăn một cái thỏi kim cương nhỏ xíu này thôi mà nó nó giúp ích rất là nhiều. Đây bạn thấy không? Đây mình sẽ ra đây đâu nhỉ? Chả nó sẽ để đốp cho con bò nó cắn thử xem. Không. Đâu để anh bắn cho. À bạn này. Bắn đừng. À bạn này. Đấy, đèn nó hồi máu này. Uầy. Đấy bạn thấy không, cho dù mình bị đói nó vẫn hồi máu mà. Hồi nhanh luôn ý. Uầy. Trời ơi. Quá là ghê các bạn. Ok thì có lẽ rằng là cái clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi bạn ơi. Đó thì nếu bạn thích thì đừng quên để lại một like, đăng ký kênh của Noob nha. Và đừng quên là qua kênh của tất cả mọi người trong Noob Team. Ấn đăng ký ủng hộ nha. Và đừng quên comment ký bạn phía dưới. Và xin chào gặp lại. Bye bye. Bye bye.